Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay quý vị và các bạn có khỏe không? Riêng tôi thì tôi có một cái nguồn năng lượng rất là lớn để mang một tính chất, mang một thông điệp tặng cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Gần Tết rồi, gần Tết Nguyên Đán rồi, những cái giao dịch và nhà đất rất là nóng. Số tiền nước ngoài gửi về để mua nhà, mua đất, rồi mình khó khăn, mình bán đất để mà mình gọi là ăn Tết cho nó lớn. Thực ra giữa người mua và người bán, nếu trong trường hợp không am hiểu pháp luật thì rất là khó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục cho quý vị và các bạn về cái câu chuyện về hợp đồng đặt cọc. Ông anh khách hàng tôi, anh bảo rằng là chị Thu ơi, tôi giao dịch một cái quyền sử dụng đất với giá là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên tôi đặt hết 400 triệu rồi, bây giờ không bán nữa mà không có ý kiến, tôi liên hệ tôi cũng biết làm sao nữa. Thực tế là tôi cũng không biết là mình phải làm như thế nào. Điện thoại liên lạc không bắt máy, đến thì lánh mặt. Mà sự việc này nó kéo dài, hỏi ra thì mới biết do đất. Hồi xưa tôi giao dịch nó là 2 tỷ, bây giờ nó lên tới 5 tỷ đồng. Sao quý vị và các bạn? Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn, quý vị và các bạn làm sao? Thì tôi hỏi gì chứ, nếu trong trường hợp này thì mình sẽ, một là mình sẽ đưa ra cái hòa giải ở cấp cơ sở nơi có đất để coi ý chí của họ như thế nào, có thể là bồi thường cọc hoặc là tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc là như thế nào đó, thì để chứ mình không thể thời gian để lâu hết. Mình phải có những cái ràng buộc mang tính chất pháp lý trong cái hợp đồng đặt cọc. Chúng ta phải có một cái câu theo hợp đồng đặt cọc là hai bên giao dịch với số tiền này, không kể thị trường lên hay xuống. Rất quan trọng quý vị và các bạn, để tránh những trường hợp cũng có những anh chị em mà lướt sóng, khi sóng xô rồi thì lại không có tiền mua cái miếng đất này, dự định là sẽ đem tiền qua để mà lướt sóng, tuy nhiên đặt cọc vài trăm triệu rồi đóng băng. Cho nên rất là nhiều trường hợp, và tôi nghĩ rằng thông qua cái video này tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn về kiến thức, nếu trong trường hợp chúng ta sẽ làm một cái hợp đồng đặt cọc nào đó chuẩn, tương đối chuẩn, và chúng ta sẽ có những cái tự mình bảo vệ mình. Nếu như trong trường hợp chúng ta, khách hàng tôi là người mua đất, thì mình sẽ ràng cái tính pháp lý. Nếu sau này anh phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với tôi, còn nếu anh không mua thì anh mất cọc. Đó là khách hàng là người bán. Trong trường hợp khách hàng là người mua thì chúng ta cũng phải đến để xem đất, xem tính pháp lý của đất và rất là nhiều những cái vấn đề liên quan. Nói dễ chứ không dễ đâu quý vị và các bạn. Thực sự thì sau khi mà làm một cái hợp đồng đặt cọc post lên thì có một cái comment không biết là vui hay buồn. Luật sư ơi, thật sự nói vậy thôi chứ hả, luật sư làm chi cho nó mệt, tại vì bây giờ hả, ăn thua đỡ lòng người. Nhưng mà quý vị và các bạn ạ, đành rằng cái việc mà không uy tín từ hợp đồng đặt cọc, từ cái việc không mua không bán đó là do con người. Tuy nhiên tôi vẫn lấy cái thuần nhất của tính pháp lý. Nếu trong trường hợp chúng ta thật thận trọng khi chúng ta mua đất, chúng ta thật thận trọng khi chúng ta xem về giấy tờ nhà đất, chúng ta biết được rằng chúng ta là người mua bán, mua thật sự, chúng ta rất chậm thì cái rủi ro càng thấp. Tôi không nói là tất cả đều hạn chế đến 100% rủi ro. Tôi vẫn nói với những quý khách hàng là người mua, quý khách hàng là người bán, khi đến văn phòng tôi sẽ làm cho quý vị một cái hợp đồng đặt cọc.
tính pháp lý chặt nhất và rủi ro cho quý vị ít nhất. Và nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn tin tôi thì tôi cũng đã có một cái gói hợp đồng đặt cọc cầm cho quý vị, chỉ cho quý vị những cái động tác nhỏ nhất, coi cơ sở pháp lý như thế nào, phải lên một cái hợp đồng nào nó chuẩn nhất, phải giao nhận nhà đất như thế nào. Và nếu trong trường hợp không có mua, không bán, đất bị hủy hoại thì nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng với cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm trong cái quá trình hành nghề luật sư, hơn nhiều vụ, hơn 10 vụ tranh tụng ở tòa liên quan tới hợp đồng đặt cọc rồi đó, thì tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn cảm thấy yên tâm khi chúng ta xác lập cái hợp đồng đặt cọc. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm thì tôi để lại cái gói hướng dẫn về hợp đồng đặt cọc, quý vị có thể xem, quý vị có thể là mua một cái gói. Và đó là cái tâm huyết cái nghề của tôi, nó là đứa con tinh thần của tôi, mà tôi đã tạo ra nó như là một món quà, như là một sản phẩm mà phải đầu tư, phải trăn trở cái nào đúng ta, cái nào sai ta, cái nào phù hợp quy định pháp luật ta. Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa đã cho tôi trang trải cái nghề luật trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để cho tôi đưa cho quý vị và các bạn một cái thông điệp về cái nghề luật, thông điệp liên quan đến lĩnh vực dân sự mà đặc biệt là đặt cọc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.